thế thì tỷ lệ đỏ thì tam giác này rồi. Cái u này thì nó gây xẹp toàn bộ cái hình tam giác này rồi. Thì vào cái u này nó hòa trong cái phổ xẹp này, chúng ta không nhìn thấy cái u đâu cả. Nhưng mà biết chắc chắn nó phải nằm ở đây thì mới cái xẹp được ngoài này, đúng không? Đấy, chắc chắn nó nằm ở đây thì nó mới cái xẹp được như chỗ này. Thì đa phần là như vậy. Một số ít thì cái u này cũng phát triển từ niêm mạc này, từ cái niêm mạc phế quản này, nhưng mà nó được xâm lấn ra ngoài này. Nó cũng phát triển ở trong nhưng mà phát triển rất chậm, và bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, hoặc là có thì rất ít và không để ý tới. Cái này nó xâm lấn ra ngoài này, nó có thể xâm lấn vào máu và nó có thể gây huyết khối, và bệnh nhân đến chúng ta bằng đồ máu phổi, khi chụp đến đồ máu phổi thì chúng ta có thể nhìn phát hiện như vậy. Còn phần nhiều là cái u này nó rất to như này rồi, và khi nó to thì nó cũng gây bít tịt ra cái nằm phế quản này. Khi nó đủ gây bít tịt nằm phế quản này rồi, nó to nó bất tiện này, thì cái u này nó gây ra một cái xẹp phổi, và giữa cái xẹp phổi này với một cái u này cho ta một cái hình mờ, hình mờ này, cái mờ nó đây, thì cái mờ này nó lại tạo ra một cái S nằm ngược, nằm trên nằm ngược. Cái chỗ này là nhẵn, là do cái màng phổi nó nhiễm trùy, còn cái khối u này, cái tiếp của u này là bờ tua gai kia mát xâm lấn ở xung quanh này, và ta có thể đo được sơ bộ cái tiếp khối u này, sơ bộ kia đậm đặc này vừa. Đây là cái phim của mình, và chúng ta thấy rất rõ cái hình chữ S đậm đặc và cũng rất là đẹp cả. Đây, đây là ta nhìn cái tua gai cái mát này, như này, đây là xâm lấn ra ngoài. Còn cái chỗ này thì rất nhẵn, là bờ của nó như thùy, còn cái bờ nó như thùy này của xe bỏ này cộng với bờ của chú u, của khối u thì cho ta hình chữ S đồng lực. Và chữ S đồng lực này nó gọi là tiêu chuẩn vàng, tiêu chuẩn vàng thì giờ là vô đơn này. Để ta nhắm mắt nó là u phổ cái xe phổ, không cần phân biệt cái gì nữa cả. Ở đây chúng ta có thể chỉ ra một hình tam mở tam giác này, bờ có chữ S dấu hiệu chữ S đồng gầm này, thì nhắm mắt kết luận rằng u phổi hay xe phổi nó tiêu chuẩn vàng thế giới được không, hoặc là dấu hiệu chữ S đồng gầm. Cái hình này trông rất đẹp như này, nhưng mà đến với chúng ta bằng cái đã quá muộn rồi và cũng không thể giải quyết được cái gì. Đối trong các sách của Tây thì các sách kiểu y thì sách này, các chị nhìn thấy nó chỉ hơi lượn sóng thôi, cái bờ của rãnh nhiệm kỳ mũi tên nhỏ này, và bờ của khối u này là cái mũi tên to này, và trong cái kể đi tam giác thì hơi lượn sóng thôi, thì người ta đã gắn vào thế đặt dần rồi. Dấu hiệu xin giờ con đường nào, dấu hiệu này nào, bên này thì bờ của rãnh kỳ thì giờ mũi tên nhỏ đây, bờ của cái khối u mũi tên to đây, thì ta nhìn như vậy là hơi lượn sóng một tí thì ta gắn vào dấu hiệu chữ S đồng lực. Trên trục cắt đơn vi tính của bạn, trên trục cắt đơn vi tính chúng ta nhìn thấy đây một hình tam giác, hình tam giác. Nếu chúng ta không mô tả, không chỉ ra được cái chữ S đồng lực ở cái bờ này, thì cái hình tam giác này phải chẩn đoán phân biệt giữa viêm phổi và xẹp phổi, phải chẩn đoán giữa phân biệt giữa viêm phổi và xẹp phổi trong hình tam giác này. Còn nếu ta chỉ ra cái hình mũi tên to như này ở cái chỗ này là cái u và dấu hiệu chữ S đồng lực, thì này nhắm mắt nó rằng u phổi gây xẹp phổi, cái hình này nó u phổi gây xẹp phổi, nghĩa là như thế. Nếu ta không chỉ ra chỗ này thì cái hình này phải đi chẩn đoán phân biệt, phải tìm các dấu hiệu để phân biệt cho này, cái đây nó là viêm phổi thùy, hình tam giác hay là xẹp phổi. Còn nếu ta chỉ nó được cái mũi tên chỉ này hơi lượn sóng này, chính là của khối u, và chỗ này là cái bờ của đánh trì xẹp vào, thì ta nhắm mắt ra u phổi hay xẹp phổi, thì cái dấu hiệu thế này nó có giá trị như vậy. Cố gắng là để tìm xem có phải chữ S đồng lực hay không để chẩn đoán khẳng định, bởi vì nó là tiêu chuẩn vàng. Đây như thế, đây là một hình mờ tam giác, hình mờ tam giác, và nó có cái chữ S đồng lực ở đây tương đương như vậy. Ngoài cái dấu hiệu đây ra chỉ chúng ta thấy chắc chắn là u phổi cái xẹp phổi rồi, thì còn dấu hiệu gì nói chúng ta biết là xẹp phổi,
đúng không, kéo cái đống phổi lên cao và tất nhiên là đống phổi này đúng không phải bình thường thấp hơn đống phổi trái khoảng 1.5 đến 2 cm, tức là đống vàng nó phải nằm chỗ này này. Bây giờ cái đống phổi kéo lên trên thì chắc chắn chỗ này phải là xẹp phổi mới kéo được, thì nếu viêm phổi thì bao giờ nó cũng đẩy ra để phòng ra đúng không. Rồi cái giá trị cái bờ cơ hoành quá cao bên phải, quá cao so bên trái trên 1.5 cm, như vậy cái này càng khẳng định là xẹp phổi. Đây là hình ảnh xe phổi có chữ S đảo ngược, có cơ dấu hiệu co kéo đốm phổi và kéo vào hoành trên. Về dấu hiệu cổ ngực, dấu hiệu cổ ngực thì chúng ta biết rằng cái phổi đình phổi nằm ở phía sau, đình phổi nằm ở phía trên, như ở phía sau của vai này. Ở phía trước này là cái cơ đột trụ này, cổ ra phía sau và cái đình phổi ra phía sau. Vì vậy những cái gì mà